โอเคนั่งไงสุดเองนี่พอเรามาจูบนั่งเมรินมายมทำไมวิธีนี้ทีนี้คิมนั่งมองอันนี้ออกนี่อันปีเมรินมวยแต่ตอนอยู่มวยนั่งสเปเชียลไลบรารีอยู่มวยนั่งการคอนเนคต์กันเว็บไซต์ให้นักน้องเมรินทีนี้คิมนั่งเลือกเยอะไลบรารีทอมมวยจีไลบรารีพาวเวอร์ฟูลบายแอนดรอยให้ก็จีไลบรารีเป็นนิยมได้นั่งไงคือรีโทรฟินนั่งไงให้การพิวิตเอามันมันกินยมบาลบางไฮได้บางปีการปรับปรานในไลบรารีโวลัยนำไปเถอะการในตะการเว็บไซต์ให้จังยื่นคงคาดไปอยู่ยมส่งอินเตอร์ดักชันในไลบรารีนิ่งติดยัยนี่คือจีไลบรารีมวยมินชมูท้ารีโทรฟินจังยมอัดมินยาโคดไอมาปีนาเต้คือยมยาโคดมาปีนี้ได้เลยคือมาปีนี่lại nị web nị website retrofit nị nâng ấy hay tệ tân cho mỗi nâng web service nhóm miền sample web service mỗi để nhóm phơi luôn ấy nị ok nị cứ chỉ sample web service mỗi để nhóm phơi tệ tân mỗi product hay pizza để nhóm giờ framework để nhóm giờ mà thực tế cứ là level nâng ấy hay chẳng dương cho tất cả bậc nơi vị trí chỗ kia nhóm start project nhóm đã chờ chúng tôi tha retrofit retrofit toast 3 ok oh no nâng ấy hay nếu nhóm đã tha chia package bởi nhóm ok dừng nick máu hay ở nick chưa version nó vi tế ok dừng nick nhầm giờ em thì chung vào dưỡng bất cả đây ok chẳng dương một lần ai vừa với ban chỉ mùi nâng ca pra retrofit ní chỉ tầm bốn lái thì dân trời add credo mùi sân chúng credo bỏ retrofit này cứ viên miên phí tí muối dân viên miên à convert đó nâng ngày à convert lại cả nạn tha dân convert bị phô châu ở nâng cái hai tha lại cả nạn tha phô châu khá dân pra một đê xâm rập mẹp cho mùi nâng chia sàn vào dân chân dân thật ca khá mùi library mùi tiết cứ library chi sàn của bạn check sàn của bạn mùi xì của bạn dân prai của bạn này ở đây dân chay nâng ngày hay tay nhóm tự lọp tại prai chi sẵn đồng bây thuộc ca convert phô châu cho mùi nâng chi sẵn vào dân ok ní chia lại chia cái đó là bỏ retrofit yeah. Chân dân thuộc ca copy về máu hay dân add nữ cái đó về máu hay mùi tiết dân copy anh đi được cái nhiều máu nâng ấy dân pra na của bạn này tưởng on nâng á phần tay nhôm từ lọ pra đi vô vi dân chia từ lọ á nè nâng ấy chân nhôm pra nâng chân này on ní bật chạy hàng pra nâng từ ok chân nhôm xong thời ca implement được cái nĩa no ok chân nhôm thời ca xin về mùi tiện dương đạn nơi vừa dần vào về phí chạy prang chạy sâu ok đang này chân là về để dương ba nói cứ à vậy để nhôm cho bằng hai đồng bộ nên cứ ca ghé để ta màu đang này chân nhôm xong phải vô tại tên mùi web swing tí chân dân cho một can đi mới hay đi cứ chia URL bao nhóm nâng ấy đây là xe thực căn API mùi nít để miền product trong nguồn pi niệm nâng ấy chẳng API mùi nít cứ nhầm parameter get chẳng xua tha hẹn ấy bằng dương đăng tha với parameter get thì nâng cứ ca tiên cho đại ta mà cứ dương parameter get này hay ở bờ chia tu tới nó bây để dương thua project maintain tới em maintain tới cứ cả lại những cái mình đọc chung mình là dương mới ấy thật ta rau mùi nè từ parameter ấy trở ra anh chẳng là nắng kê mình đọc chung mình là dân mời
chứ là sao này mày mày bận nhộng đăng là sao thì nhộng nhẹ thưa của anh về suy nghĩ nhộng đăng thà vì pra mày sợ đấy nhưng này nhưng chắc là bây giờ giờ xem một căn ra mùi nó cứ vì respond data dùng nó bây giờ nhưng này chắc để nhộng mình data mới nó cứ nông lý bao giờ đi nhưng này thấy nông mà lý nông data lý bao giờ nhưng mình bị object tiện nhưng này nên nó nông mà object nhưng mình dùng nó phía của bản năng năng này ok nhưng chẳng nhóm xong thưa ca bằng ca nơi đi bộ phía muối chẳng dân châu tập can men là thi thì bây giờ mở này hay nhóm chồng châu tập can browser bây giờ tập can retrofit mình chẳng nơi không đam bay câu tập bản này cái lại này cứ cái lại này dân trời cái này tập can rào bây giờ này chẳng nhóm tập xe không năng mở nhóm copy và năng mở import class vía chẳng cái này ní cứ chia cái này để dân tự đặt nơi vừa ở là nè hai web sử dụng bao giờ nữa này chẳng dân từ ca đi về máu ok chẳng cái này ní cứ dân đặt phần này ok chẳng cái này ní để xa tại viễn pra local hot chẳng pra local hot cứ dân để chạm bách đăng ip của vía làm bay trên này chụp mũi device bao giờ nữa này chân đi vai và nhóm nhóm ở đấy tôi chia mà rồi cái phí ấy đáp trích sâu trích mũi trích phí chân hay nâng này nhóm bạn chụp bạn thấy này nâng nhà nhóm sơ internet tính này mình đây tha đấy cứ ni bỏ dưỡng bình đầu tiên thì dân cần chuẩn mới năng original trên emulsion emulator là con android này cái dân đã đã này năng này tại sao thì dân prime nơi local hall chẳng anh ấy cứ chịu bay url bao giờ năng này anh ấy cứ chịu bay url bao giờ chẳng dân đã tập anh ấy bán hay cứ cái lại bay url bao giờ năng này và to mà tiết ở đây để riêng tôi phớ dân châu mà mở document viên và to tiết chẳng cái lại này cứ viên miền class mới cứ chia class service bao giờ là ngày chẳng service bao giờ nâng ai kể ai cứ service bao giờ nâng cứ là vi chia interface chia interface xem rap phơ ca thà ta route bao giờ nâng parameter ai kể đi nhóm dễ bị đam nhé nó thả parameter thì kia get post get remove của post remove của post remove của delete chẳng cứ dân từ từ xe là không class mũi nè github sử dụng nè chẳng nhóm xong thơ ca và ca là class năng mũi máu năng ấy github sử dụng chẳng phổ phê viết cứ chia phổ phê interface năng ấy github sử dụng chẳng là không năng dân mà mở điện máu get chẳng này cứ chia ở đây để dân từ này từ nữa cứ cái lại này cứ cái hai thả sắm rập cái này endpoint mà nhớ nhá, năng ảnh chăng cái này ní nhom xong parameter get mùi, ok chăng endpoint bây giờ mình ấy kể, cứ cái này ní cứ dương bạn đã hay cứ bay url bây giờ cái hai bay url, chăng là ní cứ chỉ endpoint bây giờ endpoint bây giờ ấy kể, như cho mà mơ bây giờ năng ảnh endpoint bây giờ cứ bật này, ok, chăng cái này đó, xua tiết thà dân ta sẽ hai class call view mùi mà nâng hình chứng nâng nông generic ní cư chia gần lại đấy dân cơ tha via respond đi kê mà quên chẳng cái lại ní cư via respond và bà ní ở dương vinh chẳng nó bê đề via respond ở dương vinh dân thời thật sẽ chia sẵn object remove của model class và dân cư dân thật đặt lòng nâng đầm bấy bê đề respond mà chanh chi tùm rung đi bao giờ nè năng này chẳng bớt xanh gì việc khâu tùm rung nâng cứ error ấy năng này chẳng nhóm này nôm này nói nè mỗi cứ pra nơi website mỗi cứ JSON schema thu a photo ní năng này chẳng dương thư ca copy nơi đi bao giờ màu tầng on nâng à JSON bao giờ tầng on nâng á do một pha về máu hay dương riệp về thà phi dương dương chọn ban là nãy là nãy chấn dương ở trong ban là nãy dương lục chào từ là ngày chấn cái lại nấn và tổ máu dương thưa ca preview về
tại vì đặt preview viết viên nâng thua ca generate nơi địa bài dưỡng cư rụng riêng viết cư bài nâng mình chẳng là ní phía bản tôi chỉ là data ta và dương ní bởi vì sẽ không hả nên chẳng dân copy vô máu ok dân copy về mình chẳng dân copy viết cái lại ní cứ class thông bởi dương nâng này class thông bởi dương chẳng dân trong mình class data mùi phù hãy đấy mình dân thử bởi các class data tại xa tay nè nó không để ta bỏ dưỡng cư vì miễn mà object chẳng vì miễn cho nó object là ngày chẳng lại những viên thường mình là để ta dân muối đã tha để ta ok có mấy nhóm thư ca pha năng ok chẳng nhóm xong thư ca lục expo chào tới nhóm mặt ra expo tế là ngày hẹn lý nhóm copy về làm với những nhóm đã thay ai đi ok dương import vì mà ok nâng ấy lấy muối ô integer nhóm đã thay ai thì ok nhưng dương copy về hay dương cài về mà ok chẳng anh ấy bên đây tham chia mà object này à anh ấy bỏ dương này nè mà object chẳng dù ta dương mình đã học chính năng ta ta đi vị trí ở đây nè nhưng thường mới chập vị trí ở đây bán chẳng được nông ảnh hiện được nông class thông ở dương nè dương trời miến ở đây mùi cứ dương prali cứ mình đã private li mùi mà li này kê nhưng mà li này kê li này để ta mà nó chẳng li này để ta và dương chẳng được nông li này để ta và dương cái lại những máu hơi dựng đã thả lý dựng đã thả product lý nè nâng này product lý chân tờ phùi vì chia product ok và tốt máu dương thử seria lại nam bây giờ cứ ai kia nắng cứ data này cho một data ok chẳng nâng này dương bậc cao generate getter setter cháu mà generate getter setter cháu mất ok tạm bây dương nghi sru prape crowd dữ nè ok chẳng bàn ấy chẳng cứ lại nghịt hấp sử vi bởi dương đi cứ dương trời đã khá năng châu hay đây bình dương đã đi nhóm dây bị đàm chẳng thả viết về đầy dương request to be success cứ viết respond là năng ở dương chẳng à năng cứ chỉ class respond bởi dương chẳng class respond cứ dương trời đạn được không trên rình đi đây call này nó này ấy kế bao dương cứ product respond ok nhưng anh đi dương đại của bạn đấy và robot bao dương cứ nhập đạn thá get all product ok lại nhắc phần năng ba này nâng ấy get all product phần năng cứ anh đi cứ dương bên đây tha chia endpoint và dương endpoint của thọ tha dương miền endpoint gì tiết của thọ ấy nè là ngày dừng mình chẳng có những đã mùi tiết ấy tiết màu là ngày ok chẳng cho tầm men là thi và thi và dường vĩnh ok nhưng tầm mơ đọc chung mình và dường tiết yes và tốt máu dương trơ ca hai nữa là ghi hạ ghi hấp sử vi bò dương nè chẳng lại đi dương ghi hấp sử vi bò dưỡng dương tàng sử vi bò dương muối chẳng là cái nông ní cư viết trơ ca dưỡng convert create ad class interface tới interface này tới chữ class vậy ok và tọa máu dân thơ mạch tiện và tọa máu cả lại này cứ viện mình document và tỏ tế ok chẳng nhóm thời ca ta xe tầm bọn tới ok cả lại nâng chẳng dân bàn hỏi và tọa máu dân thơ ca thay call và dưỡng chẳng cả lại này cứ make sure thay viết chia class đôi kia tọa máu dân đã thay get all product ok cái này đi smile dù mỗi nâng sử dụng bỏ dưỡng thì dừng hầm tàn lúc đọt tới cánh endpoint và dưỡng để dừng ban vật cả nơi này ok chân đốt get màu ok và nâng bàn hết hai dừng ao get all product và dưỡng đốt in queue bên này ta dừng ao execute tới
ឲ្យវា call break មកអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងហៅ override នៅពេលដែលយើងឲ្យហៅ call break របស់វានេះគឺវានឹងឲ្យយើង override ឲ្យយើងនៅពី method ទី1គឺ on response ទី2គឺ on fail អញ្ចឹងនៅក្នុង on response មានន័យថានៅពេលដែលវា response មក success មានន័យថា success ហ្នឹងมันប្រកាសថាមានតែតាណាវាមានករណីពីរទី1គឺវាចូល on response ដែរប៉ុន្តែវាទៅចាប់យកតែតាអត់បានអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីករណីដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើណាមានន័យថាវាមានន័យថាវា connect ទៅ database បាទ connect ទៅ API ហ្នឹងបាន success ហើយប៉ុន្តែវាស្រាប់តែ error អីមួយពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងទៅ error internet ឬមួយ error អីអញ្ចឹងទៅគឺវាក៏ចូល on response គឺពេលដែលវា response មកវិញក៏វាចូលដែរប៉ុន្តែចង់និយាយថាវាចូលអត់ data អីអញ្ចឹងណា not found អីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាចូលអាហ្នឹងប៉ុន្តែបើ on fail នេះមានន័យថាយើង connect កណ្ដីទី1គឺយើង connect ទៅកាន់API មួយហ្នឹងគឺ connect អត់បានហ្មងខុស route ឬមួយក៏គេដូរ route ឬមួយក៏ connect ទៅtimeline time out ចង់និយាយថាយើង connect ទៅយូរពេកណា connect សិន slow អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាចូល on fail អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរៀងច្រើនតិចហ្នឹងហើយដើម្បីចង់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំក៏នៅមានកម្រិតដែរខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បី improve ខ្លួនឯងដែរទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវាខ្ញុំឲ្យលក្ខខណ្ឌវាប្រសិនបើឲ្យគេឥឡូវមកខ្ញុំ log មើលហ្មងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំតាមវា private static final string take 1 activity អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះ on response របស់យើងខ្ញុំយក on response.body មានន័យថាចូលទៅយក body របស់វា .toString អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង override toString របស់វាមកដើម្បីមើល data វាឃើញតែអញ្ចឹងវាចេញមកជានេះឥឡូវហើយអានេះ override toString yes ហើយនេះក៏ដូចគ្នាដែរ override toString ដូចគ្នាដើម្បីឲ្យយើងមើលឃើញពី data JSON របស់យើងណាto string okay អញ្ចឹងបន្ទាប់មកអានេះយើង log មើលមួយទៀតយើង log មើលថាt. get message ក៏យើងអាចឲ្យវា print snake trace មកមកអូខេចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ run មើលសិនអូខេយើងទៅដូចតែយើងប្រើហ្នឹង access មួយ internet ដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការបើកនៅ permission វាមួយមកគឺ permission internet អូខេហើយយើង run វាអញ្ចឹងខ្ញុំសូម run លើ device version 25 API 25អូខេគឺវាក្រាស់អញ្ចឹងយើងមើលក្រាស់ទាំងអស់គ្នា error អីគេអានបោះ to create convert class អូខេโอเคโอเคប្រហែលជាមកពីបញ្ហាអីអូโอเคអញ្ចឹងដោយសារតែយើងប្រើនៅការ class pojo គឺយើង convert ណាដែលយើងប្រើ JSON មិញអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏យើងត្រូវប្រើ library JSON ដែរអញ
អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងបន្ថែមមួយមកគឺយើងប្រើនៅ static JSON មួយ JSON អូខេ JSON ចង់មកឲ្យស្មើ new JSON no new JSON sẽ kế thế vậy ở nhu chi san bia đây ok nhu chi san bia đó lọt sạch sạch nghĩ hay ở create vậy mà ok và top máu cái lại nhắn cứ dương trời ở hai dot add convert victory OK. JSON Factory. Này giờ cứ dot create. Create. Này create JSON. OK. Bạn nắng. Hi. កន្លែងនេះអូកន្លែងនេះខ្ញុំភ្លេចមួយគឺអានេះ 8000 port របស់យើងណាហ្នឹងហើយ port របស់យើងគឺកន្លែងនេះគឺ 8000 អូខេអញ្ចឹងបើប៉ុណ្ណឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងអាចរ៉ាន់សាមីមើលអូខេនេះតើវាក្រាស់ទៀតអត់អូខេនេះគឺមកហើយនឹងហីនេះរបស់យើងគឺ on យើង log មើលនេះហ្នឹងហីគឺលីសរបស់យើង ID លេខ1 telephone detail អីរបស់យើងនេះហ្នឹងហីហី data ទី2 ID name smartphone នេះអីនេះដូចអ្វីដែលយើងបាននេះអត់អូខេនេះហ្នឹងហីហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំបដោតសំខាន់ទៅលើការប្រើប្រាស់នៅ get អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតអូខេបាយបាយ